thùng thùng tiếng trống rung ngày hội cờ hồng phơi phới khắp quê hương cất cất bước lên nôi nhà ôi đường ơi lão xăm xăm ôi nhà ôi nhà lão xăm xăm cất đi bước lên đường tuổi già như trẻ lại sức lão càng thêm mới nhà sức càng thêm trai. Kính thưa chư vị, lão tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Xin cụ cho bà con biết quý danh ạ. Quê hương lão có đồng xanh biển bạc, có hàm rồng sừng sững hiên ngang. Lão xung vào trung đội dân quân, tên vốn gọi lão là lão Tuyết. Có phải cụ là lão dân quân xã hát không? Ấy phải phải. Thế cụ kể chuyện bắn rơi phản lực Mỹ cho bà con nghe. Vâng vâng. Lão tôi kể rằng vạn sự khơi đầu nan. Lão tôi kể rằng vạn sự khơi đầu nan. Muốn hạ được máy bay thằng giặc Mỹ thì đừng có ngại khó khăn cái lúc đầu. Ây, cái lần đầu tiên nó bay rất thấp, từ biển khơi nó lẻn ngay vào, mình thì chưa phân biệt được tiếng máy bay với tiếng sóng gì dạo, thế là để cho nó lọn vào bất chợt. Nó bay qua đầu mình đánh vụt, lão nổi khủng bắn phát vua tuôi, nó phụt khói ra, lão mới tưởng nó rồi, ai ngờ thì ra nó thông tắc. Nó tăng tốc chứ cụ. À phải phải phải, nó tăng tốc tăng tốc. Ấy là lần thứ hai. Lần thứ hai sao? Lần thứ hai nó không bay thấp mà nó lại bay cao. Lão bắn bị thương nó lảo đảo lao đao, thấy nó rồi lão mới tiến vào, nhưng lại hóa ra cái thùng dầu phụ. Tức thật tức thật, nghĩ mà tức lên đến cổ, tức đến nỗi cơm chẳng buồn ăn. Đồng chí bí thư thấy rõ nguyên nhân mới chịu tập họp ngay chi bộ đảng. Thế là các cụ thi đua tháo luận chẳng khác chi hội nghị diên hồng. Quyết nghị ra toàn chi bộ hào hùng, trung đội lão ơi vô cùng phấn y khởi. Ấy là lần thứ ba. Lần thứ ba sao? Lần thứ ba nó mang thần tới, mình phát hiện từ xa chờ nó vào tầm, lệnh phát ra súng nổ dầm dầm, nó bốc cháy lao đầu tàn sát pháo. Ê, 9-12 viên đạn bộ binh trong tay bô lão đã bắn rơi A4 của Huê Kỳ. Bà con ta rất đối hả hê, con như lão. Lão thì thế nào? Lão thì lão cấp tốc lên đường đi bắt thằng giặc lại. Nó coi trốn lên mây, nó có chạy lên mây. Đi nhanh chân lên các cụ ơi, súng trong tay là cây súng thép này. Xuyên đi rừng lô nhô gậy trong tay, phải qua lạch qua hồ ta bay bắt quân thù. Lão đã chặn đầu thằng giặc lái, nó thấy lão tròm râu tóc bạc, nó tưởng lão xoàng, nó giơ súng lên kháng cự để chuẩn. Lão mới khoa tay gậy đánh chát, tay nó lìa khẩu súng. Thằng giặc lái còn đang lúng túng, lão lìa một gậy nó ngã lan chiêng, rút gậy về lão mới giữ miếng trên. Nó mà xô lại à, lão quay đầu đốc là vào ngay. Ơi thế là hai cái đầu gối nó mới tranh nhau hương hỏa. Giơ tay lên nó mới khóc, nó lại khóc nỉ non. Nó khóc rằng cái việc bắn phá miền Bắc này là không không phải tại con, mà tại là tại tại ai? Tại tổng rấm phỉnh phò ép buộc. Thằng giặc Mỹ đúng là thằng sợ chết. Lão giải nó đi để cấp trên xử xét, quay trở về thôn xóm hân hoan.
trên đồng gặt hay xuống sang ngoài khơi mẻ cá đầy khoang đầy quý ân. Lão chúng tôi bẻ lái căng nghi buồm chữ tay hơi treo tay ơi súng mà để con vàng ấy dồn vàng ra khơi ơi nói đầu mình mong manh mong thời mặt mấy nước đi các lão đi không thèm bắt cái con thu con nhũ đâu nhá. Thế các cụ đi bắt cá gì? Hôm nay các lão đi là để bắt cái con cá này. Chả là A4 nó tan xác ở nơi đây. Kìa kìa AD6 biết ngay nó sẽ báo báo thù. Ta đây là ta ở đây. Ta đây bày sẵn đi trận đi đô. Quán lại hô quán. Chạy quăng nghi quăng chặn lối. Quán lưới vô quán. Chạy quăng chặn lối lưới chờ nè bồ vây. Quán lại hô quán. Bừng bừng đấy súng đã. Quán lưới vô quán. Bừng bừng súng đã này trên tay. Quán lại hô quán. Lửa nung thép đạn ý. Quán lưới vô quán. Lửa nung thép đạn chất đầy nè hơn oan. Quán lại hô quán. Quyết giành là giành thống nhất ý. Quán lưới vô quán. Quyết giành thống nhất này Bắc Nam. Quán lại hô quán. Quyết không nô lệ. Quán lưới vô quán. Quyết không nô lệ lầm than ý tủi hơn. Vững lai con thuyền là tay tôi, vững lai con thuyền cụ cao tay súng ôi à, giặc hèn tan thây. Nó chưa kịp trở tay, trung đội lão đã bắt nó để ngay tội ác. Thế là A4 vùi trên, AD6 ngục chìm đáy nước. Bà con ta kéo tiếp mẻ dùng, kìa dung dinh tay hái trên đồng đang vẫy gọi về mừng thắng lợi. Bên Hàm Rồng vui như ngày hội, đón huân chương sáng chói Bác Hồ trao. Ơn Cụ Hồ, ơn Đảng như biển rộng núi cao, nguyện mang nốt đi quãng đời mình góp phần thắng y mỹ nghi. Xin phép bà con lão lại phải vội ra ngay ngoài trận địa để lại kiếm vải còn quả ngà.